cùng nhau đặt thêm đèn spotlight này các bạn. Tôi bấm vào phần này và chuyển qua dạng spotlight. Các bạn có thể chọn một biên dạng tùy ý, tôi sẽ chọn loại mạnh này. Nhấn phím V kép, chúng ta zoom lại gần. Ở đây sẽ có một đèn dạng IS. Ánh sáng đèn này thì sẽ mạnh hơn và trông hấp dẫn hơn rất nhiều. Tôi nhấn phím S, zoom xa ra. Bây giờ bước tiếp theo, chúng ta sẽ đặt đèn cho cây cột đèn này. Sau khi được rồi, chúng ta cùng nhau về công cụ chỉnh sửa. Chúng ta sẽ chỉnh sửa tổng quan làm sao để có một ánh sáng hấp dẫn nhất. Đầu tiên ở trên này, tôi sẽ tăng cường độ lên. Tôi bấm vào đèn IS này. Chúng ta giảm đi đôi chút. Các bạn có thể bấm phần show light on hoặc off. Giảm active của những light này. Các bạn có thể bấm vào vị trí này để chúng ta thay đổi hướng chiếu của đèn. Tôi bấm vào. Thì các bạn thay đổi được những hướng chiếu ở đây này. Chúng ta có thể xoay. Còn nếu không, tôi sẽ để nguyên mặc định và đánh dấu check ở đây. Bây giờ tôi tiếp tục chọn và edit các loại đèn ở đây. Tôi bấm vào và tăng cường độ sáng lên. Đèn này thì không cần thiết để sáng. Những đèn bên trong này chúng ta sẽ để sáng hơn. Các bạn chú ý, nếu như chúng ta làm cảnh đêm thì chỗ sáng chỗ tối thì phải ra chất. Còn nếu như các bạn để sáng quá thì sẽ không đẹp. Chúng ta di chuyển đèn này ra ngoài một chút xíu. Và chúng ta edit lại. Đèn cột này chúng ta cũng tăng sáng lên một chút. Những đèn này chúng ta sẽ dìm yếu đi. Tôi xoay. Xem lại tương quan các đèn. Và thấy đã tương đối hợp lý rồi. Chúng ta về lại di chuyển và kết thúc quá trình chỉnh.